Xin chào tất cả các bác ạ. Kênh em khui tiếp những cặp loa JBL chuyên về nghe nhạc nha. Rồi loa full JBL hát karaoke. Đó, em cũng có thêm một bộ loa CMAT Bass 40. Tình trạng là còn dính nguyên bộ tây nha. Em sẽ khui ra. Cặp loa CMAT gân màu đỏ nha. Nhìn trông cũng tương đối là khá là nổi bật anh em ạ. Rồi chấp kèm bên trên. Ở đây có logo chữ C USA. Còn những cái lớp này là lớp 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 nỉ bị mục anh em. Bác nào mua em sẽ bỏ nó hết nha. Em chỉ trừ mỗi cái khung sắt này lại thôi. Đó, chấp kèm bên trên này. Rồi loa bass 40 nằm ở phía dưới. Cùng với lại một cái khe thông hơi của loa này. Đó, đây là dòng bass xịn đến từ Mỹ nha. Rồi tình trạng là dính nguyên bụi tây. Em chưa có vệ sinh hay là lau chùi hay là xịt bụi gì hết trơn anh em, còn nguyên nguyên trần nguyên kiện như trong video này. Đó, rồi ở phía dưới này có cái tem màu đen thông số nha, CMAT RS1 bắt in USA. Đó, công suất là từ 200 đến 400W nha, trở kháng là 8 ohm. Đó, đây là dòng xịt của Mỹ Noi, Mỹ nguyên con, chỉ là không có thương hiệu bằng những hãng khác thôi. Còn về giá tiền cũng như là chất âm thì nó đánh phải nó cực kỳ ok rồi. Đó, thùng to này, rồi bass 40, rồi chấp kèn, chịu đòn khá là tốt. Anh chép này bên trong là côn 450 đó anh em. Rồi lo bass, gân màu đỏ nha, màng giấy 40. Đấy, như cặp này giá cũng vừa tiền lắm. Đó, nó tầm khoảng 10 triệu cho một đôi, hiệu CMAT này. Một cái khe thông hơi hình chữ nhật tương đối là khá là dài anh em. Có những cái vết này vết mốc nha. Này, đây là vết mốc của loa thôi. Đấy, bác nào mua cái cặp này em còn phải sơn lại, sơn phết rồi lau chùi, rồi xịt bụi. Đấy, tất cả các loa bát loa chép rồi bên trong thùng, rồi những lớp lì này em phải xịt bụi về sơn lại hết nha. Nó mới khoảng 90% đổ lên cho mọi người. Đấy, hiện tại em đang khui trần ra thì nó dính dơ những bụi bẩn như vậy thôi. Đó, kiểu dáng cũng tương đối là khá là đẹp anh em, hầm hố lắm. Đấy, 340 ha, giá là 10 triệu đồng cho một đôi này ạ. Những cặp loa JBL chuyên về nghe nhạc anh em. Đây là cặp loa tay này, còn ở phía dưới là một chiếc center ha, cũng của nhà JBL luôn. Đây em sẽ bóc ra. Đây là loa tay con này anh em. JBL ha, dòng của Mỹ Noi. Mắc in USA 8 ohm. Còn là cũng vậy. Trên này cũng vậy nha, đi như nhau. Nó có một cái móc treo tường anh em này. Đây là cái móc treo tường nha. Model là Fit 1 Surround. Mắc in USA 8 ohm. Dòng này không ghi công suất và được mở từ phía sau nha. Bởi vì phía trước A-can nó dính liền trong cái loa luôn. Phía trước là một loa toàn giả anh em ạ. Toàn giả tầm khoảng đường kính khoảng 11-12 đấy anh em. Này, chắc 12 rồi. Để kính 12 nha, nó toàn giải. Mà sau là Fit 1 Bass in USA 8 ohm Mỹ Noi nha. Đó, cặp loa này em bán là 1 triệu 2 cho một cặp. Đó, đây là dòng loa loa tay con giá 1 triệu 2 một cặp nha, JBL Mỹ Noi. Rồi một chiếc center cũng là dòng của Mỹ luôn. Em sẽ cắt bọc ra. Đó, thân loa center cấu hình là chạy hai loa bát. Bát này cũng là bát khoảng 10 12 anh em ạ. Rồi một loa chép nằm ở dưới này. Bên đây cũng là loa bát luôn, bởi vì A-can này nó dính liền, mình phải mở mặt sau. Mặt sau này mở những cái ốc này ra là sẽ thấy mặt sau rồi. Đây là cổ loa bát này anh em. Đó, cổ loa bát đây ha. Đó, loa bát cũng khá là to. Rồi đó, kia là cổ loa chép này. Đấy, cái cổ mờ mờ bên trên kia là loa chép anh em. Rồi bên kia cũng là loa bát ha. Và tem thông số của center đây. Đó, Fit 1 Strat luôn. Đây là center Fit 1 Strat luôn ha. Bass in USA 8 ohm này. Gồm các số seri của loa. Còn đây là một cái lỗ thông hơi ha. Đó, dòng của Mỹ Noi này. Chạy hai loa bass và một loa chép. Thao loa center này bán là 1 triệu 300 ngàn đồng cho một chiếc nha. Hàng Mỹ Noi anh em. Đó, 1 triệu 3.
nhưng còn tương đối là khá đẹp lắm. Còn cặp loa tay con là 1,2 triệu ha. Rồi cặp loa JBL cũng chưa về ca nhạc, đây là dòng loa đứng anh em. Em sẽ bóc ra. Cái con còn đẹp lắm, còn khá mới. Đó, phía trước của cái căng còn đẹp nha, còn đẹp khoảng 90-95% rồi. Nó có một chút ở đây nó bị sức ra này. Bắt đầu em sẽ lấy keo dán cho, dán vô nó sẽ đẹp ngay thôi ạ. Rồi mặt bên trong của loa đó, được chạy là hai loa bát 16 nha, và một loa chép đôm lụa ở bên trên đó, logo JBL này. Còn tôi nói là khá đẹp anh em, EK cũng còn liên lạc nữa, nó không bị rắc gì hết trơn á. Hai loa bát 16 và loa chép đôm. Đó, mặt sau của loa này là JBLT LX 140 4 ohm. Đó, rồi đến từ Đan Mạch ha. Mắt in Denmark này. Đây là dòng JBL của Mỹ và được sản xuất cho thị trường Đan Mạch, tại Đan Mạch luôn. Đó, nghe nhạc nha, dòng này nghe nhạc thôi, không nên hát karaoke. Đó, cặp loa JBL này em bán 3 triệu một cho một cặp này. Hình thức thì còn đẹp lắm, các góc cạnh nó cũng còn đẹp anh em, nó không có bị bể ở trên ha, còn tôi nó khá đẹp. Mặt sau là một lỗ đông hơi này, rồi model TLX 140 4 ohm đến từ nhà Đan Mạch. Đó, đây ha, giá là 3 triệu cặp loa JBL này anh em ạ. Rồi cặp Infinity Bass 25 sẽ bóc ra. Ở chỗ này dính móc thôi nha, dính móc dính phân trắng thôi, mình chặt đi nó sạch ngay. Đó, đây nè, dính nó móc trắng thôi anh em ha, chứ không phải nó bị dính sơn hay là dính dơ hay là dính nó bị tắt gì đâu, dính cái móc trắng thôi. Đây sẽ bóc cái căng ra. Thì trước khi bóc thì anh em thấy cái mặt trước của loa còn đẹp lắm anh em, tem logo Infinity này. Đó, cái này mình lấy khăn ẩm mình lau nhẹ nó ra. Đó, đây là loa bát, bát 25 ha, đẹp lắm anh em. Đó, đẹp cả cái căng này, đẹp cả cái căng lấn thùng loa luôn. Đó, sở hữu là một bát 25 này, một loa mid và một loa chép policy này. Đó, chép policy ha, nhân tiếng của dòng Infinity, model là SM115 cùng với lại vi tư chỉnh của loa chép cho thùng đây. Đó, có hình bao quay. À, dòng này em bán 7 triệu cho một đôi nha. Hình thức thì bao sống 100% rồi, còn độ đẹp khoảng 90% ăn lên này anh em này. Từ những góc cạnh này là trước sau như một nha. Đây mặt sau đây nó cũng đẹp cả anh em. Đó, nó có một chút xấu ở đây. Đó, xấu ở đây ha, này xấu là xấu là ở bên kia rồi, chứ phải là bên em làm bùa lại nên là xấu ở bên kia rồi. Đó, một chút cấn góc ở đây giờ mới thấy này. Cân góc này em bán 6,7 triệu nha, 6,7 triệu cho một đôi này. Còn bên đây thì đẹp cả nè, bên đây đẹp cả nha. Rồi mặt sau là số seri của loa phía dưới này, rồi tem cọc loa đây, rồi cái lốt không hơi nằm ở phía dưới loa luôn ha. Đã có một chút xấu thôi, không đáng kể nên mặt sau nằm ở góc sau nha, còn mặt trước đẹp cả này. Em bán 6,700,000 đồng một đôi này. Rồi cái nón loa, anh em thấy cái phấn này, đây là cái phấn của cái nón loa đó anh em, nó bị lâu ngày rồi nó sẽ phân hủy theo thời gian ha. Đây là cái phấn ở trong cái nón loa này, nó rụng ra, nó rụng ra từ từ nha. Này, cái phấn này giống như là những cái hạt hạt cám, hạt cát đó anh em, nó rụng ra. Cái này mình lấy cỏ mình lấy quét đi nó sẽ sạch ngay, nó dính trong cái nón loa này. Trên này cũng vậy. Đó, nón loa này nó bằng nhung lụa. Đó, đâm ra là nó sẽ mục theo thời gian. Và cái nhung lụa này mình xài khoảng vài năm nữa mới hư được hết nha. Còn hiện tại nó chỉ đang là rụng cái phấn thôi, chứ xài vài năm nữa mới hư được cái nấm loa này. Hư thì mình thay, nó không đáng kể và nó không có ảnh hưởng đến chất âm. Kể cả những cái nấm loa của Long Beat cũng vậy. Nó xài chung với nhau một chất liệu ha, là bằng nhung lụa. Còn cái màn của loa bát loa chép là bằng lụa xốp rất là bền theo năm tháng nha, thậm chí là xài khoảng chục năm nó chưa hư được cái loa chép này. Đó, thì cái tình trạng như vậy đó anh em.
Đó, được cái là hàng sống hết, em đã test bên kia rồi, nghe hay lắm. Đấy, cặp này bán 6 triệu 700 ngàn đồng cho một đôi nha. Em càng còn đẹp theo thời gian này. Và cuối cùng là em cũng cặp bến thêm một đôi loa JBL chuyên về hát karaoke bass 30. Có mã số model là M112, kèm với lại em càng còn đẹp, còn đầy đủ cả tem cờ. Đó, tem cờ bên trên và tem cờ bên dưới đây, JBL, mã là JLX 100 nha. Sở hữu một bass 30 cũng đến từ bá xịn USA luôn, côn 63 từ 170. Bên trên là loa chép kèn. Có mã số là 2412H anh em ạ, hoặc là H-1 cũng đều như nhau. Logo JBL nằm ở đây. Đó, trên cái hồng kèn ha. Từ bên trên trong là loa chép kèn. Dòng này hát karaoke cho phòng 30 đến 50 m2, bởi vì nó chuyên về tiếng ca là chính và nó sẽ bao phủ rộng cho phòng 50 m2 ha. Ở phía bên trên là tem cờ của thông số thùng loa đây. JBL 112M này, made in Mỹ nồi. Đó. Đó, hàng của USA nha. Cặp này em cũng vừa cập bến cũng như là chưa có vệ sinh hay tút tát lau chùi chân anh em. Bắt đầu em sẽ xịt bùa lại này, rồi lau chùi toàn diện lại hết. Nó đẹp khoảng 90% đổ lên mới giao cho mọi người nha. Hiện tại em đang khui trần ra, em để và em quay luôn. Là nó còn dính dơ này, dính bụi bẩn hoặc là dính những cái vết mốc của bên tây về, đó nên nó không có được đẹp. Bắt đầu em sẽ làm đẹp cho nha, kể cả cái cặp xe mát cũng vậy, em cũng làm đẹp lại tất cả luôn, khoảng 90% độ lên là đẹp như lắm rồi. Đó, cặp JBL này em bán 11 triệu đồng cho một đôi bát 30 ha. Là màng đẹp lắm anh em ạ, màng loa đẹp này, họng loa chép cũng đẹp, rồi thùng cũng đẹp nữa, mình chỉ lau chùi sạch sẽ sơn lại một tí nữa, nó sẽ đẹp mới ngay. Này, mình cùng xem lại tem loa nha. 8 ohm, 250 đến 500W, đồ dùng jack 6 ly và jack Bitcom. Model là JLX 112M. Đó, made in USA, dòng xịn của Mỹ ha. Hai bên đều như nhau anh em ạ. Rồi giá tiền là 11 triệu đồng cho một cặp này. Đấy, karaoke thoải mái, vivo luôn. Đấy, và các bác quan tâm đến cặp loa nào, liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Vậy em xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt.